Ủa, SSD Gen 4 giá rẻ ư? Vậy thì anh em nên tìm hiểu đến một chiếc SSD đến từ nhà Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe M2 với tốc độ đọc và tốc độ ghi cực kỳ ấn tượng, lần lượt lên tới đó là 3500MB/s cũng như là 2800MB/s. Có các kích cỡ dung lượng từ 250GB lên tới 2TB đầy đủ cho anh em để lưu trữ những cái dung lượng này, ứng dụng, phim hoặc là tài liệu mà anh em cần thiết. Với thiết kế M2 với kích thước đó là 22x80mm, một mặt nhỏ giúp cho mở rộng dung lượng lưu trữ này. Cùng với đó là NV2 này trở nên lý tưởng cho các máy tính xách tay với hệ thống định dạng nhỏ và bo mạch chủ DI. Thế thì anh em còn chần chừ gì mà không nhanh tay đến ngay Hacom để sở hữu một chiếc SSD Gen 4 giá rẻ như thế này chứ?